Ăn Chủ nhật thường niên, mỗi khi anh chị em dự thánh lễ thì anh chị em nghe một đoạn tin mừng theo thánh Marco. Và trong mấy tuần vừa qua, trong các thánh lễ Chủ nhật, chúng ta nghe thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ lắm. Chúa Giêsu dẹp tan sóng gió ngoài biển khơi để đem bình an đến cho các môn đệ. Rồi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho người phụ nữ bị băng huyết 12 năm rồi. Rồi Chúa Giêsu cứu sống một cháu bé gái, con của ông trưởng hội đường. Chúa Giêsu quyền năng lắm. Thế hôm nay Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu về thăm Nazareth là quê nhà của mình. Thế thì lập tức anh chị em và tôi sẽ hình dung ra, trời ơi, chắc là người ta đón tiếp hoành tráng lắm. Bởi vì Nazareth là một làng quê nhỏ bé chẳng ai biết tới. Vậy mà bây giờ rất nhiều người biết là bởi vì từ làng quê này đã xuất hiện một người con của dân làng Nazareth, làm bao nhiêu phép lạ, giảng giải hết sức khôn ngoan, ai cũng phải thán phục. Hãnh diện quá đi. Bây giờ người con đó trở về thăm làng quê, vinh quy bái tổ, chắc là phải tổ chức hoành tráng lớn lao lắm chứ. Ai dè không phải như vậy. Chúa Giêsu về thăm làng quê, rồi Ngài vào hội đường ngày Sa-bát để đọc kinh thánh, lời giảng cho dân chúng. Nhưng mà người ta phản ứng rất là tiêu cực, đến nỗi thánh Marco kể cho chúng ta nghe Chúa Giêsu lấy làm lạ vì họ thiếu lòng tin. Mà đấy là câu chuyện được kể theo thánh Marco đấy. Nếu anh chị em có dịp mà đọc tin mừng theo thánh Luca ở chương thứ tư thì chúng ta sẽ còn biết thêm một chi tiết nữa, đó là dân Nazareth sau khi mà nghe Chúa Giêsu giảng, họ còn tính lôi Chúa ra khỏi thành rồi đẩy lên núi cao để đẩy Chúa xuống vực sâu, muốn giết luôn. Và nhiều nhà chú giải kinh thánh nghĩ rằng cái câu chuyện diễn ra ở làng Nazareth này, nó là hình ảnh báo trước cho một câu chuyện vĩ đại và đồng thời hết sức đau thương. Đó là câu chuyện trên đồi Càn Về. Ở đó không phải chỉ là dân làng Nazareth, mà dân Do Thái nói chung, họ hét đòi đóng đinh Giêsu vào thập giá. Thế rồi cùng với câu chuyện mà Thánh Marco kể hôm nay đó, anh chị em lại còn được nghe cái bài đọc thứ nhất trích từ sách của tiên tri Ezekiel, mà tôi chắc anh chị em nghe thoáng qua lần, không nhớ gì hết. Và trong bài đọc đó, Chúa nói với Ezekiel khi Chúa sai ông đi giảng lời Chúa. Chúa nói thế này này: chính ta sai ngươi đến với con cái Israel là dân phản nghịch, đang chống lại ta, giống như cha ông chúng đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Chúng là những đứa con mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ đã, ta sai người đến với chúng. Hóa ra không phải chỉ một mình Chúa Giêsu mới phải trải qua cái cảnh khổ như vậy, bị người ta phủ nhận, người ta ruồng bỏ, mà các tiên tri trong thời cựu ước cũng đã có trải nghiệm tương tự. Nó giống như là một câu chuyện dài lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử của dân Chúa thời cựu ước. Và thưa anh chị em, không chỉ dân Chúa thời cựu ước đâu,
mà cả dân Chúa hôm nay, trong đó có anh chị em và tôi. Thành thử ra tôi nghĩ đó là câu chuyện tin mừng hôm nay chất vấn chúng ta. Và tôi xin phép đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó, từ góc độ của người lắng nghe lời Chúa. Vậy thì khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, ví dụ ở trong các thánh lễ này, mình muốn nghe cái gì? Muốn nghe lời Chúa, lời chân lý, hay mình muốn nghe những lời nó hợp với sở thích, với ý muốn của mình? Tôi xin lỗi nếu mà tôi đặt câu hỏi có vẻ quyết liệt, nhưng mà chúng ta suy nghĩ thử coi. Có một vị hồng y và cũng là nhà thần học đáng kính, ngài nhận xét thế này: thời đại của chúng ta là thời đại của kinh tế thị trường. Ngay cả những nước cộng sản bây giờ cũng là kinh tế thị trường, chỉ có điều là theo định hướng xã hội chủ nghĩa thôi. Và trong kinh tế thị trường thì khách hàng là thượng đế. Phải làm sao mà thu hút được khách hàng chứ, thì mới bán được sản phẩm, thì mới có lợi nhuận chứ. Khách hàng là thượng đế. Và vì vậy, quảng cáo là hết sức quan trọng. Bao bì là rất quan trọng. Làm sao mà bao bì nó phải bắt mắt, hấp dẫn người ta mới mua chứ. Còn ở bên trong nó tốt hay xấu thì tính sau. Cái não trạng kinh tế thị trường đó nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống con người. Ví dụ trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet, mạng xã hội, tất cả. Cái quan trọng là câu view, nhiều người xem thì mới thành công. Và vì thế cho nên là phải đưa những cái tấm hình nó thật là bắt mắt, thật là nóng bỏng, hấp dẫn người ta. Và vì thế cho nên là phải đặt những cái tựa đề bài rất là hấp dẫn, lúc nào cũng là hot news, breaking news, tin nóng với tin giật gân thì nó mới hấp dẫn. Còn cái nội dung nó đúng hay sai, nó tốt hay xấu, tính sau. Chúng ta sống ở trong một cái nền kinh tế thị trường, cái não trạng thị trường đó nó có thể tác động lên đời sống đức tin của mình, lên cách mà mình nhìn tôn giáo. Các tôn giáo cũng nằm ở trong một thị trường các tôn giáo. Các tôn giáo bị biến thành một thứ sản phẩm. Người ta muốn mua thứ nào thì người ta mua. Không chừng có người bảo rằng: trời ơi, cái đạo này sao mà nó khó quá, đạo gì đâu mà cấm ly dị, rồi cấm ngoại tình, rồi không được phá thai, rồi cấm mọi sự đều đang thứ sáu hết, mệt quá, thôi tôi dẹp cái đạo này đi, tôi đi chọn cái đạo khác cho nó hợp với u của tôi, hợp với sở thích của tôi. Anh chị em thấy không? Như vậy mình có phải lắng nghe lời Chúa để đón nhận chân lý không? Hay ngược lại, mình trở thành kẻ xét xử lời Chúa, kẻ uốn nắn lời Chúa? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và gắn liền với câu hỏi thứ nhất là câu hỏi thứ hai: từ góc độ của người rao giảng lời Chúa, mà người rao giảng ở đây thì không phải chỉ là giám mục, linh mục hay là các tu sĩ đâu, mà là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm nói lời Chúa, sống lời Chúa, làm chứng cho lời Chúa. Cho nên nó liên quan đến tất cả chúng ta. Thế từ góc độ của người rao giảng lời Chúa, vậy chúng ta có rao giảng lời Chúa như Chúa muốn không? Hay là mình uốn nắn lời Chúa để mà thu hút người ta thôi, để thỏa mãn cái thị hiếu của người ta thôi?
Chúa nói với tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất thế này: còn chúng, dân Israel đó, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Có một ngôn sứ, tức là có một người được Chúa sai đến để nói lời của Chúa cho họ, dù họ nghe hay là không nghe. Bổn phận của ngôn sứ là phải giảng cho đúng ý Chúa muốn. Thời Thánh Phaolô tông đồ cũng vậy thôi. Nó đang xuất hiện những nguy cơ, cho nên Ngài mới nói với môn đệ của Ngài là Timôthê thế này: sẽ đến một thời người ta không chịu nghe đạo lành, mà chỉ thích nghe bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Phần con, dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, con phải mạnh dạn rao giảng tin mừng. Chúng thực với lời Chúa. Những nguy cơ là nhiều khi chúng ta nhân danh những thứ đẹp đẽ lắm, nào là sự cảm thông, nào là sự đồng hành, nào là sự thích nghi với thời đại, để rồi mình tìm cách mài giũa lời Chúa cho nó phù hợp với sở thích của người đời. Nhưng mà như vậy đâu còn sự trung thực nữa. Cho nên thưa anh chị em, hãy chấp nhận để cho lời Chúa uốn nắn chúng ta, chứ đừng tìm cách uốn nắn lời của Chúa. Hãy chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn chúng ta, dù nhiều khi đau đớn, chứ đừng trở thành kẻ xét xử lời Chúa. Và có như thế thì lời Chúa đào tạo chúng ta mỗi một ngày trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn. Amen.